những câu chuyện cuộc sống cực kỳ ý nghĩa mà bạn nên lắng nghe. Mỗi câu chuyện cuộc sống luôn có những ý nghĩa riêng của nó. Từ đó, ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính mình để hoàn thiện bản thân hơn. Trong video clip này, chúng tôi đã sưu tầm được những câu chuyện ngắn cực hay và ý nghĩa để gửi đến tất cả các thính giả. Mỗi câu chuyện ngắn dưới đây sẽ là bài học về cuộc sống, quà tặng cuộc sống ý nghĩa mà bạn nên lắng nghe để tích lũy kinh nghiệm bản thân. Và bây giờ, hãy cùng khám phá những câu chuyện dưới đây với chúng tôi nhé. Câu chuyện thứ nhất, ai mới là kẻ ngu? Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. Thì nó là thằng ngu nhất mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp. Vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, sao em lại chọn đồng 5 rúp mà không chọn 10 rúp? Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại. Chẳng nhẽ em không thể hiểu được, đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn. Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa, cậu bé trả lời. Bài học rút ra, chắc chắn khi nghe đến đây bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ nghệch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy đừng xem thường người đối diện với bạn, bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ. Chuyện cực ngắn về đồng xu khiến bạn xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện. Câu chuyện thứ hai, người tiều phu và học giả. Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiều phu ra câu đố. Vật gì ở dưới sông nặng ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân? Học giả vắt óc suy nghĩ, vẫn không tìm ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì? Tôi cũng không biết. Tiều phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Bài học rút ra, trong cuộc sống, nhiều người tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc sự tự phụ, quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống giờ khóc, giờ cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Chuyện cực ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Câu chuyện thứ ba, miếng bánh mì cháy. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà là cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc, cay nghiệt đấy.
Rồi ông nói tiếp: "Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững, con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó." Bài học rút ra: trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông với những điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa với xung quanh. Sự cảm thông là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện thứ tư, bệnh lải nhải. Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: "Chậm thôi, cẩn thận, lửa lớn quá, mau lên, lật cá đi, ôi nhiều dầu quá." Chị vợ nói: "Em biết phải nấu nướng thế nào mà." Anh chồng: "Em đương nhiên là biết, bà xã." Anh bình tĩnh nói tiếp: "Anh chỉ là muốn em biết, khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng, và em sẽ hiểu cảm giác của anh thế nào thôi." Bài học rút ra: học cách thông cảm cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Bởi khi bạn là họ, bạn mới hiểu tất cả những hành động của họ ở mọi góc độ. Đừng vội suy xét và kết luận sự việc khi chưa rõ mọi vấn đề. Thấu hiểu người khác thay vì phàn nàn họ là bài học rút ra từ câu chuyện này. Câu chuyện thứ 5, nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi du ngoạn sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế, và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua ra lệnh cho bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc. Bỗng có một tên hầu của nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền khổng lồ không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?" Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Bài học rút ra: câu chuyện cực ngắn trên đây đã giúp cho chúng ta hiểu, để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim của bạn, chứ không phải bắt cả thế giới này thay đổi. Bởi nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Bạn hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều. Câu chuyện thứ 6, bài học thành bại từ hươu cao cổ. Mỗi lần một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không cần nằm mà lại đứng. Như vậy, hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi nó thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống, để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Bài học rút ra: câu chuyện về chú hươu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ thuở nhỏ của hươu mẹ. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con, bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ, thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Bài học thứ 7, hai con hổ
số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi số phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Bài học rút ra, có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì bạn đang có chính là điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới. Hy vọng sau khi lắng nghe những câu chuyện này, mọi lúc mọi nơi, ai cũng có thể nhắc nhở bản thân mình như vậy.